hôm nay bởi vì thời gian người ta lượng người ta cho rất là ngắn, cho nên vì thế hôm nay tôi chỉ giảng được bài nhạc hát thôi. Bài chẩn đoán sớm của cô sẽ phải để lại buổi khác, bởi vì nếu mà giảng luôn thì thứ nhất là không kịp. Trên cơ thể bình thường nó sẽ thay đổi nhãn áp trong ngày. Người ta làm một cái thử nghiệm, người ta đo nhãn áp cùng một nhóm người, nhưng mà thay đổi nhãn áp chỉ trong cái giai đoạn đang làm việc, tức là gì, chúng ta đến cái thời đến cơ quan, đến cái thời điểm đến làm việc, giờ làm việc chúng ta đo nhãn áp giờ làm việc, còn lúc giờ ngủ của bệnh nhân là chúng ta không đo, để so sánh cái dao động nhãn áp trong cái giờ làm việc với dao động nhãn áp trong 24 giờ, ví dụ trong cái màu vàng này là trong là giờ làm việc này, và nhãn áp màu xanh này trong 24 giờ, thì người ta thấy rằng nếu như chỉ đo nhãn áp ở trong thời kỳ làm việc thì nhãn áp, cái mức độ dao động nhãn áp không đáng kể, không thay đổi mấy. Tuy nhiên nếu mà đo nhãn áp trong 24 giờ thì cái sự chênh lệch nhãn áp của nó rất là cao, thậm chí đến lại từ 15 này, thậm chí ở trên này trên 5 mm được ngân. Đấy, tức là nếu trong 24 giờ thì chênh lệch của nó tới trên 5 mm, dao động nhãn áp như thế. Thế cho nên vì thế mà nếu mà chỉ theo dõi nhãn áp mà chỉ nhìn vào những cái nhãn áp mà chúng ta đi khám bệnh, cứ mỗi lần đến khám bệnh mà thấy được nhãn áp mà thấy nhãn áp ổn rồi mà chúng ta cho rằng à nhãn áp đấy là tốt thì thực tế chưa chắc. Bởi vì khi mà nhãn áp lại rất hay tăng về nửa đêm về sáng, tức là khi mà bệnh nhân nằm xuống, cái tư thế đầu nằm thấp xuống thì cái áp lực tĩnh mạch nó tăng lên, và khi áp lực tĩnh mạch tăng lên thì nó làm cho cái nhãn áp nó tăng lên, áp lực tĩnh mạch tăng lên, cho lưu thông thủy dịch qua cái góc tiền phòng nó sẽ giảm đi, và vì thế mà cái nhãn áp nó sẽ tăng lên. Và người ta cũng thấy đây, người ta làm một cái thử nghiệm đo nhãn áp 24/24 giờ giữa một bệnh nhân người bình thường và một cái bệnh nhân lô côm nhá, và những cái trong giữa mắt phải và mắt trái thì người ta thấy có cái gì đặc biệt. Thì người ta thấy trên bệnh nhân trên 24 giờ ở trong ở nhà là 24 giờ là màu này nhá, và cái khi mà ở cơ quan nó là màu xanh, thì người ta thấy rằng khi mà ở cơ quan thì thay đổi nhãn áp giữa mắt phải mắt trái và giữa hai mắt cũng không, sự trung bình giữa hai mắt không có gì đặc biệt, tức ở cơ quan lẫn 24 giờ ở nhà thì nó đều không có gì đặc biệt, tức là giữa hai mắt nó không có gì đặc biệt trong 24 giờ hay là trong cơ quan nó đều như thế, chỉ có điều là dao động nhãn áp mà ở trong ngày thì nó sẽ cao hơn là cái giai đoạn nhãn áp, dao động nhãn áp mà ở cơ quan. Người ta làm một cái thử nghiệm nữa trên một cái nhóm mà theo dõi nhãn áp thay đổi trong ngày giữa một nhóm của bệnh nhân lô côm với một cái nhóm bình người bình thường. Trong 24 giờ người ta làm đến 404 người bình thường, mắt bình thường, thì trong 24 giờ sự thay đổi nhãn áp chỉ xê dịch nhau khoảng 3,7 mm thủy ngân. Tuy nhiên làm mà thử nghiệm đến 138 những cái mắt lô côm thì cái dao động nhãn áp trong ngày lên tới 11 mm thủy ngân. Cho nên người ta thấy rằng là cái sự dao động nhãn áp trong ngày chủ yếu là gặp mà trên bệnh nhân lô côm. Chính vì thế nếu dao động nhãn áp mà quá cao thì chúng ta cái đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến lô côm, và đồng thời chúng ta điều trị bệnh nhân lô côm thì chúng ta phải chú ý đến sự dao động nhãn áp, bởi vì cái dao động nhãn áp vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị của chúng ta. Người ta cũng làm một cái thử nghiệm ở trên gì, trên những cái người có tuổi bị lô côm, trên những người có tuổi khỏe mạnh không bị lô côm, và trên những người trẻ. Người ta theo dõi nhãn áp trong 24 giờ thì người ta thấy rằng cứ nhãn áp cao bắt đầu là khi nằm xuống, bắt đầu là khi mà chúng ta nằm xuống bắt đầu là nhãn áp cao dần lên, và nhãn áp thường là bắt đầu cao là khoảng độ 3 giờ, từ 3 giờ 30 phút, và nhãn áp nó cao đến khoảng độ 7 giờ 30, tức là cái thời điểm đấy, tức là cứ từ khi mà bệnh nhân nằm xuống được một thời gian một lúc thì bắt đầu nhãn áp nó tăng dần, và cái chỉ số nhãn áp cao thường khi mà bệnh nhân giai đoạn người ta ngủ dậy đấy, thì
thì là cái nhãn áp này thì thường vẫn trong giai đoạn đấy là nhãn áp rất cao. Từ 3 giờ bắt đầu nó tăng dần. Và khi người ta ngủ dậy rồi thì bắt đầu người ta đi lại, bắt đầu nhãn áp nó hạ xuống. Cái này nó ảnh hưởng đến là do vấn đề áp lực của tĩnh mạch mắt. Khi người ta đứng lên thì cái lưu thông áp lực tĩnh mạch mắt theo cái trọng lượng nó đi xuống. Vì thế mà cái áp lực tĩnh mạch mắt nó sẽ giảm đi, và vì thế nhãn áp của nó sẽ giảm đi theo trong này. Và người ta nhận thấy rằng sự thay đổi nhãn áp ở nhóm người khỏe mạnh dù tuổi hay già hay trẻ thì vẫn đều ở cái mức rất giống nhau, bình thường. Tuy nhiên ở trên nhóm người lô côn thì nó thay đổi nhiều hơn hẳn. Tức là cái mức nhãn áp của nó cũng cao hơn và sự dao động nhãn áp của nó cũng nhiều hơn. Ừ, ví dụ từ điểm này cho đến điểm này là dao động nhãn áp cao hơn hẳn. Ở đây nó chỉ từ điểm này cho đến cái điểm đây thôi, nó cái đường này nó sẽ ngắn hơn hẳn. Cho nên vì thế trên những cái mắt lô côn thì người ta thấy rằng là thứ nhất là cái sự nhãn áp về đêm nó thường cao hơn. Cái thứ hai nữa là sự dao động nhãn áp ở trong đêm cũng thường cao hơn so với người bình thường. Thế thì bây giờ người ta sẽ điều trị nhãn áp như thế nào? Trước kia người ta thấy rằng là chỉ người ta thấy là cứ cố gắng điều trị nhá, cho mắt nhãn áp xuống dưới 21mm thủy ngân, tức là đạt biểu yêu cầu. Nhưng giờ nó lại không phải như thế. Người ta nhận xét thấy rằng nếu những trường hợp nhãn áp mà trên 21mm thủy ngân, tức là những trường hợp vô cùng, thì có nguy cơ mù lòa gấp hơn 4 lần, 4,75 so với lại những cái nhãn áp mà có dưới 21mm thủy ngân. Và nếu như nhãn áp mà giảm dần, giảm nhãn áp, chỉ số nhãn áp mà giảm thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ mất thị trường. Đây người ta làm một cái tính toán đến vấn đề mù lòa trên những bệnh nhân có mức độ nhãn áp. Ví dụ bệnh nhân này là bệnh nhân bị glaucoma, nếu không được điều trị thì cái giai đoạn từ đang nhìn được cùng một cái bốc đây thì thể lực nó tụt đi rất nhanh. Thế thì và dẫn đến mù lòa rất nhanh. Trong khi đó nếu những bệnh nhân mà glaucoma mà được điều trị là cái mảng này thì cái giai đoạn đầu tiên nó tăng nhãn áp thì có thể nó xuống. Nhưng khi được điều trị thì cái nhãn áp nó đảm bảo hạ xuống được tốt, thì cái đường bù lòa của nó sẽ đi theo cái đường nó giảm dần. Còn những người bình thường không có tăng nhãn áp thì cái tổn thương thị thần kinh không có, trên vì thế cái nguy cơ bù lòa nó thấp hơn rất là nhiều. Cho nên vì thế cái thứ nhất là đối với glaucoma là phải điều trị nhanh và phải điều trị phải thật tốt thì cái mới tránh được cái nguy cơ bù lòa cho người bệnh. Vì vậy mà cái chẩn đoán và điều trị sớm glaucoma là làm giảm được cái nguy cơ bù lòa. Nhãn áp thấp sẽ làm giảm nguy cơ tổn thương của thị thần trường và thị thần kinh. Và người ta thấy rằng cứ giảm 1mm thủy ngân của nhãn áp thì làm giảm đi 10% cái nguy cơ mù lòa. Cứ giảm được một, ví dụ bạn là 13, ví dụ bệnh nhân là 15mm thủy ngân thì cái nguy cơ mù lòa tăng cao hơn 10 so với lại 14mm thủy ngân nếu mà nhãn áp mà hàng ngày nó ở cái mức độ này. Thì cứ giảm đi được khoảng 1mm thủy ngân thì còn giảm được 10% nguy cơ mù lòa. Và người ta thấy rằng cái nguy cơ mà dẫn đến mù lòa khi mà mức độ không ổn định của nhãn áp, đấy là nguy cơ cao nhất dẫn đến tổn thương thị trường. Bởi vì nếu như bệnh nhân chỉ đến với khám với chúng ta mặc dù nhãn áp rất là tốt, nhưng chúng ta chỉ theo dõi một cái nhãn áp thôi, nhưng bệnh nhân vẫn có nguy cơ mù lòa rất là cao. Cho nên vấn đề điều trị của bệnh nhân không phải chỉ nhìn nhãn áp cái lúc mà chúng ta đi thăm khám, mà chúng ta phải cần có những cái xét nghiệm thêm về thị trường, về OCT để đánh giá đầu thiện kinh. Với cái mức độ nhãn áp đấy với mình như thế thì cái tổn thương thị trường có tiếp tục thêm không, OCT có tiếp tục tăng không. Nếu mà OCT và thị trường có tiếp tục tổn thương thì chứng tỏ cái nhãn áp đấy là không ổn và chắc chắn về đêm nhãn áp có nguy cơ cao. Người ta đã thấy thay đổi nhãn áp lên tiến triển của glaucoma. Nếu như cái mức độ thay đổi nhãn áp ở trong vòng 5 năm mà mức độ thay đổi nhãn áp người ta chỉ có 1mm, chỉ trong vòng 3,5mm thủy ngân, 3,1mm thủy ngân, thì cái tiến triển bệnh nên nặng hơn của thị trường của OCT nó chỉ tăng lên khoảng 10%. Tuy nhiên, nếu mà cái nhãn áp, dao động nhãn áp đấy nó lên tới 5,4mm thủy ngân, thì cái mức độ tổn thương nặng hơn gần 60%, hơn 55%, 57,6%. Tức là gì? Cái nhãn áp
của nó không ổn định, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả điều trị của glaucoma của mình. Cho nên các bạn đừng bao giờ đi khám chỉ có nhìn vào mức độ nhãn áp, mà chúng ta phải đánh giá được cái mức độ dao động của nhãn áp như thế nào, và bằng cách là sẽ đánh giá trên tổn thương của thị trường và trên tổn thương của đồng thời. Người ta cũng làm một cái nghiên cứu để đánh giá tiến triển của bất cái thị trường trên 159 bệnh nhân. Thì người ta thấy rằng trong thời gian là 100 tháng, thì trong những cái ngày đầu tiên ấy, thì các bạn tưởng tượng thấy rằng là à, với cái mức độ cùng nhận nhãn áp như thế này, cảm giác như nó không có vẻ thay đổi mấy, tức là nó không có thay đổi mấy. Tuy nhiên theo thời gian thì cái nếu như những cái thay đổi nhãn áp mà dưới 3mm thủy ngân ấy, thì cái nguy cơ tiến triển nặng lên của bệnh thấp hơn rất là nhiều. Trong khi cái mức độ nhãn áp mà tăng trên 3mm thủy ngân thì nó sẽ nguy cơ mù loà rất là cao, và càng những theo dõi về sau thì cái nguy cơ của nó càng cao. Cho nên vì thế các bạn khi đến đây nó bình thường à, chúng ta cứ chấp nhận điều trị như thế. Tuy nhiên trong một thời gian chúng ta lại phải kiểm tra lại xem thị trường OCT có tổn thương, nếu mà có tổn thương nặng hơn chúng ta bắt buộc phải bổ sung để làm cho nhãn áp giảm xuống. Tức là như thế là cái nhãn áp của chúng ta không được đảm bảo, không được không đảm bảo được cái độ an toàn. Thế thì cái điều trị của glaucoma thì trước đây người ta cho rằng cứ nhãn áp dưới 2mm thủy ngân thì có thể, tức là cứ tăng nhãn áp thì trở về nhãn áp bằng mức bình thường, như thế là đạt yêu cầu. Tuy nhiên mức nhãn áp này không phải an toàn với tất cả người bệnh. Những trường hợp glaucoma giai đoạn sớm thì có thể khả năng đáp ứng được. Tuy nhiên nếu những glaucoma này mà giai đoạn muộn hơn thì cái nhãn áp này không phải là an toàn. Cho nên vì thế chúng ta không phải chỉ xác định nhãn áp là vào một mức nhất định với tất cả mọi bệnh nhân, mà chúng ta phải mỗi một người bệnh sẽ có cái mức độ nhãn áp mà chúng ta đạt được, cái đích đạt được là khác nhau. Thì khi nào mình, vì thế mới câu hỏi đặt ra chúng ta là giảm nhãn áp tới mức nào thì mới có thể làm giảm được nguy cơ mất chức năng thị giác. Đấy là chúng ta phải đặt mức. Và cái duy trì mức nhãn áp ở an toàn và ổn định là việc làm rất quan trọng, và người ta gọi cái mức độ nhãn áp để đảm bảo cho cái nhãn áp an toàn và không bị tiến triển nữa, người ta gọi đấy là nhãn áp đích. Thì nhãn áp đích là gì? Nhãn áp đích là mức độ nhãn áp mà tổn thương thị trường khi mà có nhãn áp ở bằng nó hoặc thấp hơn thì tổn thương thị trường và thị kinh chỉ không bị chậm lại hoặc là không bị tổn thương tiếp. Tuy nhiên nếu mà cứ nhãn áp mà cao hơn cái nhãn áp đích, cứ khi gặp mà có nhãn áp trong những trường hợp mà cao hơn nhãn áp đích thì nó lại bắt đầu có tiến triển của tổn thương của glaucoma nặng hơn. Vì thế người ta cái nhãn áp đích đấy là cái giới hạn giữa cái an toàn và cái không an toàn mà người mà mình cần phải đạt được. Thì mỗi cái nhãn áp đích này nó phải phụ thuộc với từng người bệnh. Thế thì ta định nghĩa tính nhãn áp đích là gì? Nhãn áp đích là mức nhãn áp đạt được trong quá trình điều trị. Và phải làm sao là mức nhãn áp phải an toàn. Nếu như nhãn áp đấy mà nếu như có nhãn áp mà nhỏ hơn hoặc bằng nhãn áp đích thì bệnh không tiến triển. Nếu nhãn áp mà lớn hơn nhãn áp đích thì bệnh vẫn tiến triển nặng hơn. Thì người ta lấy cái chỉ số nhãn áp đấy, người ta gọi là nhãn áp đích của người đó. Thế thì nhãn áp đích ở đây thay đổi theo từng bệnh nhân. Nó thay đổi theo từng giai đoạn của bệnh, từng tuổi tác của người bệnh, từng bệnh lý của người ta. Cho nên vì thế mà nhãn áp đích không có một cái giá trị chuẩn mực nào đối với bất cứ một ai, mà nhãn áp đích là nhãn áp đạt được với nhãn áp đó mà bệnh không tiến triển nữa. Đấy là trên mỗi người bệnh. Ví dụ như ông A này thì ông ấy cái nhãn áp này của ông ấy là phải 12 thì bệnh không tiến triển nữa, mà 13, 14 là ông vẫn tiến triển thì nhãn áp 12 đấy là nhãn áp đích của ông A. Tuy nhiên bà B nếu mà nhãn áp đích của người ta là khoảng 15, tức là nhãn áp cứ 15 là người ta không bị tổn thương nữa, nhưng trên 15 là người ta bị tổn thương, thì rõ ràng nó sẽ có khác nhau tùy từng người, chứ không có một cái xây dựng một cái nhãn áp đích cụ thể để tính được. Ngưỡng nhãn áp ban đầu càng thấp thì nhãn áp đích phải càng thấp. Nhưng ngưỡng nhãn áp ban đầu là gì? Ví dụ như cái glaucoma mà có nhãn áp cao trên 25mm người ta gọi là nhãn áp cao, thì cái nhãn áp đích của người ta sẽ đạt được thì không quá thấp. Tuy nhiên nếu mà glaucoma là nhãn áp không cao, tức là nhãn áp của người ta dưới ở mức bình thường đã bị tổn thương glaucoma rồi, thì cái nhãn áp đích này nó còn phải thấp hơn nữa so với cái người cùng như thế mà là hình thái glaucoma nhãn áp cao. Thế cho nên vì thế cái ngưỡng bắt đầu càng thấp thì nhãn áp đích chúng ta đạt được càng thấp. Tức là cái đấy là nó tóm lại nó là hình thái glaucoma nhãn áp cao hay hình thái glaucoma nhãn áp cao thì cái nhãn áp đích mình đạt được nó sẽ
phải dựa tên trên những tổn thương của từng bệnh, người bệnh. Ví dụ như dựa trên tổn thương thị trường và tổn thương đầu thị kinh. Nếu thời điểm chẩn đoán có nếu như thời điểm chẩn đoán là có tổn thương đầu thị kinh và thị trường ở giai đoạn trầm trọng thì nhãn áp đích đạt được phải thấp hơn, và ngược lại nếu giai đoạn sớm thì nhãn áp đích có thể cao hơn. Đấy, cho nên người ta không có dựa, không có cùng một hình thái nào cả, mà người ta phải dựa thêm theo cái tổn thương của tùy từng người. Thứ hai là nhãn áp, xác định được mức nhãn áp, mà nếu nhãn áp cao hơn lúc đó, nhãn áp đó thì có tổn thương xảy ra. Thì những trường hợp này thì tôi nói ban nãy rồi, tức là nhãn áp ban đầu càng thấp thì nhãn áp đích càng thấp. Và kỳ vọng của cuộc sống, kỳ vọng cuộc sống ở đây là gì? Ví dụ như bệnh nhân này mà khoảng độ 80-90 tuổi, kỳ vọng của người ta là gì? Người ta chỉ cần nhìn thấy con cháu cuối đời không quản bị bùng loà đi. Nó khác với kỳ vọng của người, đây là người trẻ, thanh niên, còn đang đi làm việc và đang đi học. Cho nên khi những người trẻ, thứ nhất là cuộc đời người ta còn sống rất là lâu, và thứ hai mục đích cuộc sống người ta còn rất nhiều. Cho nên vì thế phải đảm bảo sâu sát làm sao bảo toàn được lực cho những cái người trẻ càng phải chặt chẽ hơn so với những người có tuổi. Rồi chúng ta phải nhận biết các nguy cơ kèm theo. Ví dụ như là bệnh này, bệnh ở giai đoạn rất nặng rồi thì đương nhiên là chúng ta phải cho nhãn áp thật thấp. Nhưng nếu trên mắt cận thị thì chúng ta cũng vẫn phải xem xét, phải tính toán thấp. Mắt độc nhất, ví dụ như trên một cái mắt mà người ta còn một mắt tốt mà mắt chỉ là một mắt kém, người ta cứ điều trị cái mắt một mắt bình thường mới tiến triển của một mắt nó khác, nhưng một mắt thì đã mù rồi, hoặc một mắt bên kia người ta bị bất cứ nguyên nhân nào đó mà bị giảm thị lực đã kém lắm rồi, chỉ còn mắt mà người ta đang bị glaucoma đấy là cái mắt chính để làm việc, thì cái nguy cơ đấy là nó cao hơn rất là nhiều. Cho nên cái nhãn áp của chúng ta là phải giải quyết thấp hơn và cố gắng đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người ta nhá. Rồi tiền sử gia đình, nếu như tiền sử gia đình có người bị glaucoma mà lại mù loà do glaucoma thì tức là cái tiến triển của cái hình thái glaucoma mà người ta bị có thể là do di truyền đó, có thể là những cái tiến triển mà mình không biết được. Đấy. Thứ ba nữa, tiếp đến là những cái chủng tộc. Những cái chủng tộc có một số những chủng tộc cái chiều dày giác mạc nó rất là mỏng. Người da đen à, thường hay có cái chiều dày giác mạc mỏng. Rồi những cái bệnh lý của mạch máu, nhá, những cái bệnh thiếu máu, sơ vữa mạch, vấn đề nuôi dưỡng của mạch máu kém. Thì những cái đấy kèm theo nữa thì mình lại phải tính toán đến cái vấn đề nhãn áp đạt được cho người bệnh như thế nào. Rồi chúng ta cứ phải tính toán dựa trên cái tốc độ tiến triển của bệnh. Tiến triển của bệnh, ví dụ như có những bệnh nhân tiến triển rất là chậm, có khi từ giai đoạn tiến, có khi đến 1-2-3 năm sau nó mới thay đổi một chút xíu của cái thị trường, nhưng tuy nhiên có những bệnh nhân 1-2 tháng sau đã tiến triển rất nhanh, thì lúc đấy chúng ta phải chú ý, phải đánh giá cái nhãn áp đích phải thật chuẩn và phải thật nhanh càng sớm càng tốt để đảm bảo cho người bệnh. Nếu mà tiến triển rất nhanh, nếu chúng ta chỉ chậm đi một tí thôi là cái thị lực của người ta sẽ mất, và chúng ta phải dựa trên cả độ dày giác mạc trung tâm mỏng. Tức là chúng ta phải đo chiều dày giác mạc trung tâm, xong chúng ta phải suy ra cái nhãn áp thực tế của người bệnh là bao nhiêu, để chúng ta cái đánh giá đấy nó mới đúng với trên những người bình thường. Ví dụ những cái người này, ví dụ với cái mức độ là nhãn áp như thế này, với cái giai đoạn bệnh trầm trọng này, thì nhãn áp người này là với người giác mạc của người bình thường, chiều dày bình thường, thì cái nhãn áp đạt được khoảng 12mm kính mắt. Thì những người mà giác mạc trung tâm mỏng chỉ có khoảng độ 460-470 micron thôi, thì cái chỉ số nhãn áp mà mình phải được thẩm thấp hơn nữa, thậm chí có khi chỉ còn 10mm thủy ngân nhá. Đấy, chúng ta phải chú ý tất cả những cái mà đã xác định. Nó không phải chỉ là mình chỉ nhìn một cái chuẩn cho một cái nhãn áp được bao nhiêu là được, không phải, mà chúng ta phải xác định trên mỗi người bệnh nó khác nhau. Và theo cái cách tính của cái bộ glaucoma thì người ta thấy rằng người ta đưa ra một cái công thức để tính nhãn áp. Cái nhãn áp đích ở đây, đây là nhãn áp đích này. Thế còn đây là gì? Đây là mức độ nhãn áp nguyên bản, tức là những mức độ áp trước khi điều trị. Một trừ đi đây là cái nhãn áp mà bắt đầu chia cho 100, trừ đi z cộng trừ 2. Đấy, đấy chúng ta đây nhãn áp ban đầu nhá. Thì z ở đây là đánh giá gì? Đánh giá đây là những cái giai đoạn bệnh. Nhá. Giai đoạn bệnh. Ví dụ giai đoạn của glaucoma nghi ngờ, đây là nguy cơ cao hơn. Những cái nhãn áp mà tăng nhãn áp glaucoma giai đoạn sớm, rồi glaucoma giai đoạn trung bình, glaucoma giai đoạn nặng và glaucoma giai đoạn cuối, người ta tính theo z 0, 1, 2, 3, 4. Ví dụ người ta thấy rằng nếu như nhãn áp vào lúc ban đầu là 30mm thủy ngân,
Z-2 tức là giai đoạn glaucoma giai đoạn sớm. Thì lúc đó cái nhãn áp đích đạt được sẽ là gì? 30 nhân với 1 trừ 30 trên 100 tức là trừ đi 0,3 bằng 0,7. Chúng ta nhân với 30 là bao nhiêu? Là bằng 21, sau đó chúng ta trừ 12. Trừ đi 2 là còn 19 và cộng trừ 0,2 tức là nhãn áp của người ta sẽ là gì? Nhãn áp ở đây sẽ là từ 17 cho đến khoảng 21. Tức là nhãn áp với mức độ trở về mức độ như bình thường, giai đoạn này gần như là chỉ có nhãn áp cao thôi mà chưa có tổn thương thị trường với chưa có tổn thương OCT. Thế nếu mà giai đoạn nặng hơn nữa đấy thì chúng ta ba trừ đi ba nữa nhá, trừ đi ba thì ở đây là bao nhiêu? 30 trừ đây là 21, trừ đi ba là còn bao nhiêu? Trừ đi 3 của chúng ta sẽ là còn 18 cộng trừ 2 thì lúc đấy nó là 16. 16 và 16 và đến 18 nhá. Thì giai đoạn nặng hơn nữa tức là gì? Giai đoạn trầm trọng thì lúc đấy chúng ta sẽ là gì? Là trừ đi 4. Trừ đi 4 lúc đấy là 19 trừ 4 là 15. 15 cộng trừ 2 tức là nó khoảng độ từ 13 đến từ 17. Và giai đoạn muộn hơn nữa là 5 nhà 5 trừ đi 5 thì nó sẽ 21 trừ đi 5 là 16 cộng trừ 2, nó nhận áp là từ khoảng 14 cho đến khoảng độ 14 cho đến 18. Đấy. Nhưng mà cái này là người ta công thức tính thế thôi. Tuy nhiên mỗi mức trường hợp chúng ta phải khác, chứ không phải chỉ có tính theo cái công thức này. Và một cái nhà áp đích người ta đưa ra của Hiệp hội Glaucoma châu Âu, người ta đưa ra thấy rằng nếu như những cái glaucoma giai đoạn sớm thì nhà áp cố gắng phải đạt xuống dưới 18 mm thủy ngân. Những giai đoạn trung bình thì nhãn áp phải xuống dưới 15 mm thủy ngân. Giai đoạn nặng thì phải dưới 12 mm thủy ngân. Mà glaucoma giai đoạn cuối, glaucoma giai đoạn cuối là cái glaucoma mà các bạn phải làm đến cái thị trường 10 độ mà chúng ta mới có thể làm được, hoặc thậm chí không làm được thị trường 10 độ ấy, là chúng ta đã là glaucoma giai đoạn cuối rồi. Khi đã chỉ không làm thị trường 2-2 không làm được nữa mà chúng ta bắt buộc phải chuyển sang làm thị trường 10 độ thì đấy là đã là giai đoạn cuối, thì lúc đó chúng ta nhãn áp phải đạt dưới 10 mm. Và có đấy là với nhãn áp glaucoma nhãn áp có cao. Thế những trường hợp glaucoma nhãn áp không cao thì các bạn cứ nhìn thấy đây, nó sẽ giảm đi một bậc. Ví dụ sớm ở đây nó bằng cái giai đoạn trung bình như thế. Sớm ở đây là dưới 15 mm thủy ngân, giai đoạn trung bình là dưới 12 mm thủy ngân, và giai đoạn trầm trọng là dưới 10 mm thủy ngân. Thế còn giai đoạn cuối nữa thì thậm chí nó còn xuống 8 mm thủy ngân. Đấy là tùy cái giai đoạn glaucoma và những cái trường hợp mà glaucoma có nhãn áp thấp. Đấy là cái đích của nhãn áp đạt được. Cho nên vì thế muốn để tìm được nhãn áp đích, cái yêu cầu đầu tiên là các bạn phải đánh giá tổn thương lâm sàng của người bệnh đâu trên thị trường và trên thị trường và trên OCT. Sau đó chúng ta xác định được giai đoạn bệnh là giai đoạn gì. Thứ hai là mức nhãn áp cao nhất và cao mà bệnh nhân đến với các bạn là bao nhiêu. Thế và chúng ta sẽ đánh giá được cái nhãn áp chúng ta sẽ cần phải đạt được cho người bệnh. Theo cái nhãn áp đích, theo cái tổ chức của Hiệp hội Glaucoma Mỹ thì người ta thấy với giai đoạn glaucoma trung bình thì nhãn áp giảm đi đến 20-30% nhãn áp giới hạn. Nhãn áp giới hạn ở đây là gì? Là chính là cái nhãn áp ranh giới giữa bình thường và bất thường ấy. Nhá, 20-30%. Thế thì nhãn áp của nó, ví dụ nhãn áp giới hạn của mình là 21. Thế thì nhãn áp 20% của nó sẽ trừ đi bao nhiêu? Là trừ đi 4,2, 4,5. Và 30% của nó sẽ là đi, trừ đi 6. Vậy 21 trừ đi 6. Nhá, trừ đi hơn 6, gần 7. Thế như thế là hay. Của nó là từ 14. Và đến kia là khoảng 20. Đấy, 21 chúng ta trừ đi khoảng 2 về. Đấy thì là chúng ta khoảng 14-18 mm thủy ngân. Trừ đây là giảm, đây là 20-30% với cái nhãn áp giới hạn, là cái nhãn áp giữa bình thường và bất thường. Chứ không phải là nhãn áp người ta 40 mà mình giảm đi. Và cái glaucoma giai đoạn nặng thì cần giảm 40% so với nhãn áp giới hạn. Tức là nhãn áp phải giảm dưới 50 mm, còn dưới 15 mm thủy ngân. Thì mình thấy cái chỉ số nhãn áp này với chỉ số nhãn áp của Hiệp hội Glaucoma châu Âu nó cũng khá giống nhau, nó khá tương ứng với nhau. Và glaucoma nhãn áp không cao thì giai đoạn sớm thì vẫn phải giảm đến 30% nhãn áp giới hạn. Tức là khi mà giai đoạn ngay từ giai đoạn trung bình giai đoạn sớm này là phải giảm như thế này. Tuy nhiên những trường hợp mà tăng nhãn áp đơn thuần mà chưa có tổn thương thị trường và OCT, nhá, thì thần kinh nhá,
thì chúng ta chỉ giảm 20% với mức nhãn áp giới hạn thôi. Và chúng ta phải, cái tăng nhãn áp đơn thuần thì chúng ta phải để ý xem đây có thực sự đấy là tăng nhãn áp không, hay là nó là tăng nhãn áp giả, để chúng ta phải xác định được đây là tăng nhãn áp thực sự, là tăng nhãn áp đơn thuần hay là cái giả tăng nhãn áp, tức là những cái yếu tố ảnh hưởng đến nhãn áp. Bạn này tôi nói ví dụ như cứng, như giác mạc dày, vân vân, thì chúng ta phải để ý trường hợp đấy. Một cái tăng nhãn áp đơn thuần, chúng ta thấy một cái lần đo nhãn áp, chúng ta đừng nghĩ rằng à cái nhãn áp đấy đã cao ngay, thậm chí chúng ta phải cho hai người đo, thậm chí hai phương tiện đo, hai dụng cụ nhãn áp kế khác nhau để chúng ta xác định xem nó cũng chắc chắn là nó cao hay không. Và đây là một cái biểu đồ, đây là một cái biểu đồ mà các bạn phải, đây là người ta tính theo nhãn áp. Đây ví dụ như đây là tính theo nghĩa thị đây, C trên D bằng 1, C trên D bằng 0,9, 0,8, 0,7. Đây là theo cái tỷ lệ C trên D nhá. Và đây là cái mức nhãn áp của các bạn đạt, cần đạt được. Ví dụ ở đây, cái này là dù bạn cứ điều trị thì với cái mức độ nhãn áp đấy thì tổn thương vẫn tiếp tục. Cái này tổn thương vẫn tiếp tục nhưng mức độ thấp hơn. Cái này thì có khả năng tổn thương, đã vẫn có tổn thương nhưng mà mức độ nhẹ hơn. Và cái màu vàng này là có thể có tổn thương tiếp theo, nhưng mà thường là phải nếu để theo dõi lâu dài thì nó mới dẫn tới. Còn cái này mới là cái bình thường, tức là như thế này là cái màu bình thường. Cái này này có thể tổn thương nhưng mà nhẹ này. Cái này là tăng hơn một chút, là cái này là nặng hơn, và cái này thì chắc chắn có tổn thương và tổn thương vẫn tăng. Thì người ta thấy rằng C trên D bằng 1, thậm chí nhãn áp là tới 12 tới vẫn tiếp tục tiến triển, vẫn tiếp tục tiến triển, tức là bệnh vẫn mức độ khả năng nó bị tiến triển nặng hơn nó vẫn rất là cao. Đấy, các bạn nhìn thấy. Cho nên chúng ta đấy, đây là cái mức độ, ví dụ như C trên D bằng 8 thì chúng ta chọn những mức nhãn áp. Nhưng tất nhiên đây là người ta đánh giá trên C trên D thôi, nhưng chúng ta sẽ đánh giá tất cả mọi cái khác nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái mức độ nhãn áp của người ta càng giai đoạn nào bao nhiêu. Thì kể cả nhãn áp hạ thấp đến rất rất thấp rồi, nhưng thậm chí tổn thương thị trường và đau thần kinh vẫn tiếp tục tiến triển. Hay các bạn nhìn thấy đây, và người ta thấy rằng có thể người ta lấy, nếu mà cái tỷ lệ C trên đây là không đấy, thì đến mình bình thường thì người ta có thể 17-18 xuống, nhưng mà đến 0,9 thì thậm chí nhãn áp xuống tới 9 mm được rồi. Tôi nói người ta đã làm một cái nghiên cứu theo dõi trong 8 năm trên những mắt mà có glaucoma giai đoạn trầm trọng, thì người ta theo dõi trong 3 nhóm. Ví dụ nhóm A là 100% các lần đến khám đều nhãn áp dưới 18 mm thủy ngân. Nhóm B là 75-99% là nhãn áp dưới. Còn nhóm C là từ 50-74% là nhãn áp dưới. Còn nhóm D là chưa đến 50% nhãn áp dưới 18, tức là nhãn áp còn cao hơn, tức là tới trên 50% nhãn áp cao hơn. Thì người ta theo dõi rằng, thấy rằng sau 8 năm, những trường hợp mà glaucoma mà nhãn áp mà dưới khoảng độ 12, giai đoạn trầm trọng, 12,3 mm thủy ngân, nhãn áp trung bình ấy, để người ta chia ra để đo mỗi lần đến khám người ta tính trung bình, thì những trường hợp này là cái đảm bảo được cái chức năng thị giác khá tốt. Khi mà nhãn áp trung bình là 14,7 đi chăng nữa thì các bạn biết rằng trong khoảng 2 năm đầu tiên khá ổn, nhưng sau đó theo thời gian tổn thương vẫn tiếp tục tăng dần lên. Đấy. Tức là cái tỷ lệ mà tổn thương tiếp này, mất một cái mất thị trường tiếp tục thêm. Đến đây nó là chiếm ví dụ như là 14,7 thì sau 8 năm cái tổn thương thị trường tiến triển thêm tới 20%. Đấy, 20%. Đấy, 20% các trường hợp có tổn thương thị trường tiến triển đấy, gần 20%. Đấy. Và đến cái trường hợp mà nhãn áp mà là 20,8 thì tới những đại phải đến 30% các trường hợp có thị trường tiến triển. Đấy, chúng ta phải.
sơ đồ nhãn áp của mỗi bệnh nhân để xây dựng mức nhãn áp đỉnh cần đạt được. Tức là chúng ta cứ mỗi lần bệnh nhân đến khám, chúng ta phải ghi nhận lại, sau đó chúng ta lập một cái sơ đồ, biểu đồ để mình tính ra cái nhãn áp của người ta cần đạt được. Và sau mỗi một thời gian thì chúng ta cần phải xác định lại sau một thời gian. Ví dụ như chúng ta theo dõi sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Tùy từng trường hợp, ví dụ những cái bệnh tiến triển nhanh mà trường hợp giai đoạn rất là muộn, thậm chí sau 3 tháng sau chúng ta đã phải đánh giá lại xem là cái nhà áp đấy có an toàn hơn không. Thì chúng ta phải đo lại thị trường, chúng ta có thể, nếu mà thị trường thay đổi, chúng ta có thể đánh giá cả đồng thần kinh. Rồi theo thời gian cần xác định lại tình trạng của nhãn áp về thị thần kinh và các biểu hiện khác của người bệnh để chúng ta thay đổi. Ví dụ, nhãn áp trường hợp này, nếu mà nhãn áp mới phải thấp hơn nhãn áp cũ, tức là mình phải tìm một cái đích nhãn áp mới mà phải thấp hơn cái nhãn áp cũ khi mà chúng ta thấy có tổn thương của thị thần kinh và thị trường tiếp tục. Nếu mà sau 3 tháng, 6 tháng mà chúng ta thấy với điều trị đấy, mặc dù nhãn áp đến với chúng ta là nhãn áp có thể ở giới hạn, nhãn áp đỉnh có thể đạt được, tuy nhiên cái thị trường có tổn thương nặng hơn, thị thần kinh tổn thương nặng hơn, thì lúc đó chúng ta phải thiết lập một cái mức nhãn áp đỉnh mới, mà mức này nó phải thấp hơn cái nhãn áp đỉnh cũ. Tuy nhiên có nhiều trường hợp mà khi đến 3 tháng của tháng sau chúng ta đến thì chúng ta lại thấy có cái thay đổi. Ví dụ nhãn áp của chúng ta đến, bệnh nhân đến với chúng ta nó quá mềm, thậm chí nó dẫn đến một cái phù hoàng điểm, thậm chí đến phù, nói chung rất nhiều cái thay đổi ở trên đấy nó do cái nhãn áp nó mềm, cái biến chứng do cái nhãn áp mềm. Thì những thứ đó, khi đó thì chúng ta có thể tăng cái mức độ nhãn áp lên để cho cái nhãn áp đạt được, nó không đến mức độ để nó tránh cái tác dụng mà do cái không mong muốn mà do nhãn áp quá thấp. Và chúng ta nhớ là không bao giờ dùng một cái mức nhãn áp đích cho mọi bệnh nhân trong suốt cuộc đời. Luôn luôn có kiểm tra 3 tháng, 6 tháng theo dõi và một lần chúng ta phải thiết lập một cái nhãn áp đích mới nếu như thấy cần thiết. Nếu như mà chúng ta thấy ổn định thì chúng ta vẫn có thể dùng. Nhưng mà nếu mà cái nhãn áp đích mà nó không ổn định, tức là luôn luôn hàng ngày phải kiểm chứng lại cái nhãn áp đích đó. Và nhất là những bệnh, nhớ là những cái bệnh nhân locom cần được phải theo dõi chặt chẽ trong suốt cả cuộc đời. Và mức độ nhãn áp đích cũng phải được chỉnh lý cho phù hợp với từng giai đoạn bệnh người bệnh để người ta làm sao đạt được cái thị lực chức năng của người bệnh an toàn nhất có thể. Hôm nay tôi nói với các bạn về vấn đề về nhãn áp. Thế thì tôi muốn các bạn có thể hỏi. Các bạn có thể đặt ra câu hỏi. Nhãn áp kế ai ke cũng thuộc nhãn áp kế đè dẹt. Nhãn áp đích thì đối với tất cả mọi hình thái locom, những locom góc đóng thì kính locom góc đóng và góc mở nó chỉ thay đổi mỗi cái là thay đổi về cái mỗi một hình thái của nó có cái phương pháp điều trị khác nhau. Ví dụ như locom góc mở thì người ta ưu tiên dùng thuốc trước, dùng thuốc kia, thuốc không được thì người ta mới dùng đến phẫu thuật. Nhất là những người càng trẻ thì người ta càng cố gắng mà dùng thuốc an toàn là tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc đời người ta kéo dài, cho nên vì thế bất cứ lúc nào đấy, lúc nào đấy thuốc người ta không điều trị được, lúc đấy mới can thiệp phẫu thuật. Mà cái các bạn biết là cái diện tích ở phía trên của giác mạc của chúng ta đây, kết mạc đến cái phần để mà chúng ta có thể can thiệp phẫu thuật, không phải can thiệp mãi mãi được, mà chúng ta chỉ có thể can thiệp được một vài lần đấy, vài lần thôi. Thế cho nên và những cả những lần can thiệp sau thì cái diện tích mà chúng ta để can thiệp nó rất khó, và vì thế cái nhãn áp càng dễ bị tái phát, dễ dính, dễ sơ dính lại. Cho nên vì thế những trường hợp locom mở chúng ta cố gắng, bởi vì locom góc mở là gì, là do cái hạn chế thủy dịch qua vùng bè giác mạc. Đi qua hạn chế đấy thì nó không đo đong đếm được, các bạn cứ tưởng tượng như một cái cống của các bạn ấy mà nó bị tắc câu giác dừa, bởi cần tắc nhiều hay tắc ít nó tùy từng bệnh nhân. Thì cái đầu tiên là các bạn phải làm gì, muốn cho khỏi tắc cống là phải cho mưa giảm xuống. Thì ở đây cũng thế, chúng ta sẽ cố gắng làm cho thông thoát cái qua cái đường cống đấy, rồi chúng ta làm giảm
cái bài tiết thủy dịch đi thì cái nhà áp chúng ta sẽ đạt được yêu cầu. Tuy nhiên nếu mà chẳng hạn như theo thời gian mà nó tắc quá nhiều cũng tức là nó cản trở công bằng đã dẫn đi rồi, hoặc là chúng ta thông thoát rồi nhưng vẫn không ăn thua, thì lúc đấy chúng ta lại phải tính cái điều chỉnh khác kèm theo sau đấy. Ví dụ chúng ta có thể điều trị laser nhá, với lúc cũng bốc mở chúng ta liệu điều trị laser chọc lọc bè, rồi chúng ta gì nữa kết hợp laser với lại nếu mà không đạt được yêu cầu thì chúng ta kết hợp laser với lại thuốc. Nếu mà thuốc với laser mà không được nữa mà nhà hát vẫn không được thì lúc đấy chúng ta lại phải can thiệp phẫu thuật. Giai đoạn đầu chúng ta có thể phẫu thuật các cục mạc sâu, nếu mà không đạt được nữa thì sau này có thể còn phải dùng thêm phẫu thuật chuyển hóa vân vân. Thì đấy là những cái lộ trình mà đối với lô cung gốc mở. Tuy nhiên đối với lô cung gốc đóng thì nó cái cơ chế của nó này là cái cơ chế đóng cơ học, nhà áp tăng vọt lên thì nó các cái mống mắt nó bồng lên và nó áp vào vùng góc tiền phòng và nó gây đóng mắt. Thế cho nên vì thế mà cái điều trị của chúng ta là phải điều trị đúng hai cơ chế của góc đóng, tức là gì, là điều trị thứ nhất là điều trị cơ chế nghe động từ. Chân chính vì thế nếu mà cắt mở ra trên 180 độ hoặc người ta điều trị phòng trước bằng điều trị laser cắt mống mắt chu viên, đấy là giải quyết được cơ chế nghe động từ. Đến giai đoạn thứ hai là mình có thể kết hợp nữa là gì, là nếu như trong cái lô cung gốc đóng nó có hai cơ chế, một là cơ chế đóng góc và hai là cơ chế mống mắt phẳng, tức là cái cơ chế nghẹn góc ấy chính là cơ chế của mống mắt phẳng. Thì những trường hợp về cơ chế thứ hai, có những trường hợp là nghẹn chúng ta có thể cắt mống mắt chu viên kết quả rất tốt. Tuy nhiên có những trường hợp vừa có cơ chế nghẹn vừa có cơ chế của góc chân mống mắt thì chúng ta có thể kết hợp với lại cắt mống mắt chu viên kết hợp với lại tạo hình mống mắt, người ta gọi là iridoplasty. Thì khi đó nó làm dẹp cái làm mỏng cái chân mống mắt đi, nó làm mở rộng lỗ bè ra. Nếu khi mà laser không được nữa thì chúng ta có thể kết hợp phẫu thuật. Những cái cơn cấp diễn mà các góc đóng hoàn toàn trên 180 độ rồi thì những cái trường hợp đấy không thể điều trị laser được, thì vì là đóng cơ học hoàn toàn rồi thì chúng ta bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật sớm. Thì sau khi can thiệp phẫu thuật, dù là lô cung góc đóng hay là lô cung góc mở, chúng ta vẫn phải theo nhà hát, theo dõi nhà hát và tiến trình của tổn thương thị trường OCT của người bệnh. Đấy, chứ không phải là chúng ta kể cả góc đóng góc mở nhà hát trở về bình thường rồi đấy, chúng ta vẫn theo dõi. Chứ không phải là đối với lô cung góc đóng thì chúng ta phẫu thuật xong là thả bệnh nhân về, không phải. Sau khi bệnh nhân mổ xong nhà hát, chúng ta xem đạt được nhà hát đã ổn chưa, thị trường OCT có tiếp tục tiến triển không. Thị trường OCT tiếp tục tiến triển không cần can thiệp, tốt. Nếu như thị trường và OCT tiếp tục tiến triển mà cái sẹo đấy có xu hướng sơn lại, nhà hát không ổn định, thì lúc đấy chúng ta có thể can thiệp thêm bằng cách dùng thuốc, có thể can thiệp thêm bằng cách là dùng cách dính sọ sơ, còn rất nhiều cái phương pháp nữa. Và trong cái quá trình theo dõi nhà hát sau phẫu thuật, mặc dù nhà hát không cao nhưng cái nhà hát đấy đã đảm bảo an toàn của cái bệnh ở trường, thì chúng ta vẫn phải theo dõi thị trường và thị thần kinh để chúng ta theo dõi tiếp là có cần bổ sung thuốc hay có cần thiết làm gì khác không. Cái cơ chế tăng nhãn áp có trong lùi góc tiền phòng không? Trong cái lùi góc tiền phòng thì thực tế ra cái lùi góc tiền phòng là gì? Là tách cái bám của cơ thể bi. Mà lần trước bài lô cung tôi nói rồi, bài góc tiền phòng tách cái chỗ bám, bởi vì cái vùng lô cái vùng màng bồ đào bè, vùng bè màng bồ đào chính là giải thể bi, thì giải thể bi nó bám vào cơ thể màng. Cái cơ chế của cái giải thể bi nó tham gia vào quá trình này, nó là khi mà nó bám vào cục mạc thì nó kéo cái cơ cục mạc ra sau, nó làm cho rộng các cái lỗ vùng bè. Cái lùi góc tiền phòng là hiện tượng gì? Là hiện tượng cái cơ thể bi nó tách ra khỏi cái vũ trụ bám. Đáng lý nó dính vào nhưng bây giờ nó tách phần gì? Có thể nó tách nhiều, tách ít tùy từng trường hợp. Khi mà nó bị tách ra rồi thì khi nó co đi chăng nữa, nó không tác động vào cơ cục mạc nhiều, tùy theo mức độ, và nó làm cho mở rộng cái lỗ vùng bè, nó giảm dần, cho nên vì thế cái thủy dịch nó thoát ra vùng bè sẽ kém đi, nó không như người bình thường nữa, và đấy là cái nguy cơ dễ tăng nhãn áp. Tuy nhiên trong cái chấn thương thì để cái tăng nhãn áp ấy nó rất là nhiều cái cơ chế khác nhau, có thể do thể thủy tinh, có thể do phản ứng viêm sau chấn thương, có thể do lùi bắp, rất nhiều cái cơ chế khác nhau. Thế cho nên là không nhất thiết, nhưng mà chúng ta thấy có lùi góc tiền phòng thì cũng là một cái nguyên nhân để gây tăng nhãn áp. Cái công thức tính nhãn áp ban nãy cô vừa nói rồi nhá, cái công thức người ta tính TP bằng TP
nhân với 1 trừ đại đấy là công thức chung của mọi người. Đấy, để tính theo đấy. Tuy nhiên, cái nhà áp đấy cũng không phải là chuẩn, mà nó còn phải dựa nhiều vấn đề, không có công thức tổng thể. Mỗi người bệnh có một cái khác nhau mà em phải áp dụng trên người bệnh, và em phải theo dõi để em định lượng. Ví dụ hôm nay cái nhà áp đấy em cho là nhà áp đích. Tuy nhiên, khi mà em dùng cái nhà áp đấy, sau 3 tháng em trở lại, nó vẫn tiến triển, thì nhà áp đích đấy không còn là nhà áp đích nữa, mà em phải xác lập nhà áp đích mới. Chứ không có một cái công thức nào cụ thể cho tất cả mọi loại bệnh nhân, tất cả mọi trường hợp, và mỗi một bệnh nhân dựa theo cái công thức đấy là cái công thức chuẩn, tức là người ta tính ban đầu, nhưng mình dựa mình có thể tính cái khởi phát ban đầu, mình thử điều trị đến mức độ đấy với giai đoạn đấy, nhưng theo dõi theo thời gian để mình xác định được à với cái giai đoạn đấy thì tổn thương của bệnh nhân có nặng hơn không đấy, thì lúc đấy chúng ta tính là có xác lập nhà áp mới hay không, hoặc là có tổn thương có tác dụng phụ gì đấy, thì những đấy chúng ta lại tính tiếp. Ban nãy tôi nói rồi, có chứ, cây tư thế trồng cây chuối trong yoga là gây tăng nhãn áp. Khi mà đầu thấp xuống thì áp lực của tĩnh mạch sẽ dồn về đầu, áp lực tĩnh mạch mắt tăng lên thì cái nhãn áp sẽ tăng, chuyện đấy là bình thường. Nhân giới hạn bình thường của một số nhà áp kế hay dùng, thứ nhất là áp kế Goldman thì thế, nhà áp kế phút hơi và nhà áp kế Geiger thì nó tương ứng với nhà áp kế Goldman nhá. À, người ta thứ nhất là khi mà lại đo nhiều bệnh nhân, thứ nhất là chúng ta không đến mức độ phải đo nhiều loại nhà áp kế trên cùng một phát. Khi mà chúng ta thấy nghi ngờ chúng ta mới kiểm tra lại, thì chúng ta thứ nhất chúng ta phải xác định đấy là loại nhà áp kế nào, mức độ chính xác của nhà áp kế đấy ra sao. Ví dụ như em đo cái nhà áp kế phụt hơi, em thấy nó cao, nhiều khi bệnh nhân cứng mi, bệnh nhân chớp một cái nó gây cao. Thế thì trong khi đó em đo lại bằng nhà áp kế Goldman, nhà áp kế Goldman bình thường, thì cái nhà áp kế Goldman độ chính xác cao hơn, cho nên em chỉ dựa theo cái nhà áp đấy. Chứ đa phần những cái phòng khám hoặc ở các nước như mình thì người ta thường để nhà áp có phụt hơi, bởi vì nhà áp kế phụt hơi thì nó thứ nhất là không tiếp xúc, là an toàn cho người bệnh, tránh những cái bệnh lý viêm nhiễm tiếp xúc. Nhưng cái thứ hai nữa là nó khảo sát rất nhanh trong cái lượng bệnh nhân đông ở phòng khám. Tuy nhiên nếu mà đo thì cao, bắt buộc các bạn phải đo lại bằng phòng khám nhá. Nếu mà nhà áp quá thấp thì có thể dẫn đến phù võng mạc ở vùng trung tâm nhá. Cái điều trị của lục công tâm mạch, cái cơ chế của lục công tâm mạch đấy là cái tân mạch ở vùng góc nhá. Đầu tiên nó tân mạch vùng góc cản trở, sau đó cái phản ứng viêm kết hợp thêm với cái phản ứng viêm của cái lỗ cung tâm mạch, khi nhà áp lên nó gây viêm và nó dính. Cái đoạn cuối cùng của lỗ cung tâm mạch các góc nóng hết. Thì đối với lỗ cung tâm mạch, thứ nhất những cái phẫu thuật cắt bè thông thường không có tác dụng. Đối với lỗ cung tâm mạch, cái thứ nhất là điều trị nguyên nhân của nó là mình điều trị từng đẩy lên tân mạch, tức là điều trị những bệnh lý hoặc thiếu máu võng mạc, chúng ta dùng thuốc chống tăng sinh tân mạch. Thứ hai nữa là khi đã bị lỗ cung tâm mạch, chúng ta phải phẫu thuật, là bằng phẫu thuật một là hủy thiểm mi bằng quang đông thiểm mi, có thể quang đông thiểm mi qua cùng mạc hoặc quang đông thiểm mi ở trong một nhà. Cái thứ ba nữa là có thể một cái phương pháp, nếu mà những cái mắt đấy ý là chúng ta tính toán cái mắt đấy còn chức năng gì đó, thì chúng ta có thể đặt vào dẫn lưu. Trong cái lâm sàng thì cái nhóm thuốc prostaglandin người ta ít dùng với lỗ cung góc đóng. Bởi vì sao? Vì trong cái lỗ cung góc đóng, đặc biệt là những cái lỗ cung góc đóng mà cơn cấp thôi, chứ lỗ cung góc đóng mãn tính và những lỗ cung góc đóng mà sau laser người ta vẫn có thể dùng. Thì cái lỗ cung góc đóng thứ nhất là prostaglandin, nó là các bạn phải hiểu bản chất là gì. Bản chất của nó là cái trung gian của phản ứng viêm. Cho nên khi dùng prostaglandin các bạn thấy bệnh nhân có phản ứng là đỏ mắt, rồi giãn mạch sung huyết rồi này khác, thì khi mà dùng prostaglandin thì nó sẽ làm tăng cái quá trình viêm. Cho nên những cái trường hợp mà cái cơ chế của lỗ cung góc đóng là cơ chế đóng góc, là cơ học do mống mắt bồng lên nó áp vào cung góc. Cho nên cái đầu tiên cái điều trị trong lỗ cung góc đóng là gì, là chúng ta dùng con đồng tử. Con đồng tử thì cái mống mắt nó sẽ kéo ra, nó đồng tử co được thì cái góc tiền phòng nó sẽ mở ra. Thế những trường hợp mà cái trường hợp mà những cái cơn cấp để phối hợp mà nhà áp dùng tất cả các loại thuốc không được, thì người ta cũng có thể kết hợp thêm một số các loại thuốc mà mình vẫn thường hay dùng trong lỗ cung góc mở để trong cơn cấp. Tôi nói nhé, ví dụ như là những cái dòng của beta block, rồi tương tự alpha rau cải, hoặc là
chơi men đấy, thì những cái trường hợp đấy là mình có thể dùng, nhưng mà prostaglandin là người ta không dùng. Còn lại những trường hợp khác vì nó sẽ nguy cơ gây phản ứng viêm, bởi vì cái cơn cấp lên cái phản ứng viêm bằng đào sau cơn cấp diễn nó đang rất là mạnh rồi thì chúng ta không dùng prostaglandin. Tuy nhiên tôi không nói là chống chỉ định tuyệt đối trong lúc cô có đóng, người ta thường chống trong trường hợp cơn cấp diễn thôi, nhưng trong một số trường hợp các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ thấy một số trường hợp ví dụ glaucoma đã cắt một viện, đã phẫu thuật bằng laser tâm mắt trung biên, hoặc là những cái thì người ta vẫn có thể dùng, nếu cái nhà áp nó tăng trở lại người ta vẫn có thể dùng cái dòng này để nó cái dòng này lại có tác dụng rất là tốt, bởi vì cái dòng này nó sẽ có tác dụng là nhãn áp nó sẽ đi theo con đường màng động mạc, tức là khi cái làm tăng cái lưu thông thủy dịch theo con đường màng động mạc. Nếu các bạn học bài lô cô thì các bạn biết là đi theo con đường màng động mạc, thì khi tăng đi qua vùng này thì nó không đi qua vùng góc mà nó đi qua vùng này thì nó làm cho cái nhãn áp màng mạc sẽ tốt hơn. Thực tế cái lô côm trong vùng mất phẳng thì nguyên nhân của nó không có nghẽn đồng tử, tức là cái cơ chế ban đầu của nó không phải là nghẽn. Các bạn biết rằng trong cái lô côm là khi có nghẽn đồng tử, bình thường thủy dịch tiết ra từ thể vi từ hậu phòng qua lỗ đồng tử ra tiền phòng, và từ trong tiền phòng qua vùng góc tiền phòng, qua vùng bẹt vùng giác mạc và ống stent, rồi đi vào hệ thống ống dẫn đến hệ thống tĩnh mạch nước tĩnh mạch lớn và hệ thống tĩnh mạch cầu hàm trung. Đấy là cái thoát thủy dịch. Còn trong trường hợp glaucoma gốc, đấy là cái cơ chế nghẽn đồng tử. Còn cái cơ chế thứ hai trong glaucoma đấy là cơ chế của không có nghẽn mà cơ chế do cái vùng bắp. Tức là gì? Mặc dù những trường hợp này không có nghẽn mà mất phẳng, tuy nhiên cái chân mông bắp nó bám cao. Đáng lý nó bám phải vùng giải thể mi nhau bám cao lên trên nghẽn lại. Hoặc là giả những cái giả mông bắp không cao. Giả cái mống mắt bằng là gì? Mình có thể có những cái khối u của hoặc là nang của mình để đi mống mắt ở dưới đẩy chân mống mắt lên, hoàn toàn bệnh nhân không có cái đồng tử. Bình thường khi mà như thế nó làm cho cái mống mắt cái góc của mình nó hẹp lại, vì bình thường các góc bình thường nó phải mở rộng vào khoảng độ 3 độ 4, nhưng bây giờ các góc nó chỉ còn khoảng độ 1 độ 2. Thế trong khi buổi tối đồng tử giãn, nhớ khi mà bệnh nhân xúc động lo lắng sợ hãi đồng tử giãn, khi đồng tử giãn như thế thì làm cho mống mắt nó dày lên, mống mắt nó dồn vào góc, và cái dày đây nó sẽ che nốt cái phần mà cái góc tiền phòng mà đang hẹp. Nên đấy là vì đấy là cơ chế của lô cô mông mắt bạc, và vì thế nó ứ thủy dịch lại trong nhãn cầu và gây tăng nhãn áp. Thì chúng ta phải làm tăng nhãn áp lên nhớ thương. Những trường hợp mà bị phù võng mạc do vùng trung tâm mà do nhãn áp hạ thấp thì chúng ta phải làm cho cái tăng nhãn áp lên. Cái trường hợp này nó hay gặp, thứ nhất là nó tăng những cái dùng thuốc, những cái tăng tính thấm rồi, nhưng mà chúng ta sẽ dùng để cho tăng cái nhãn áp lên thì cái võng mạc trung tâm nó không bị phù tiếp. Thì thường những trường hợp này là, một là nếu như chúng ta dùng hạ nhãn áp nó hạ quá thấp thì chúng ta sẽ bớt thuốc đi. Nhưng cái thứ hai là chúng ta hay có thể gặp cái phù võng mạc là trong cái trường hợp mà nhất là sau phẫu thuật, cái đường cái sẹo của mình nó quá bọc và làm nhãn áp quá thấp, nó làm phù võng mạc ở trung tâm. Thì nếu mà cái bọc của nó quá to mà quá phát thì thậm chí mình phải khâu để đính lại cái bọc, tức là làm cho nó tạm bớt của cái thủy dịch qua vùng bọc đấy nữa, thì nó mới giải quyết được cái nguyên nhân để phù võng mạc trung tâm. Thứ nhất là bạn nói câu này thì có bạn gì nhỉ? Bạn Nguyễn Minh đang nói là bệnh nhân lô côm gốc, bệnh nhân 70 tuổi bị lô côm gốc mở đã laser căng mắt. Thì thực tế lô côm gốc mở không có chỉ định căng mắt trung biên nhá. Lô côm gốc mở, lô côm cắt một mắt trung biên chỉ xử lý cho với lô côm gốc đóng nhá. Thì có thể bệnh nhân của bạn này, của bác này là bản thân là lô côm gốc đóng tiềm tàng, người ta cắt một mắt trung biên dự phòng trước khi mà bệnh nhân lên cơn chân, vì thế các góc người ta vẫn mở chứ không bảo bạn đây là góc mở không, đấy cũng phải là góc góc mở. Tuy nhiên cắt mống mắt trung biên chỉ giải quyết được cơ chế nghẽn đồng tử nhá. Cho nên vì thế còn một cơ chế thứ hai phối hợp là cơ chế mống mắt mà bạn nãy tôi nói là cơ chế góc, tức do mống mắt bám cao. Thì những trường hợp người ta trong lúc mống mắt đóng rất hay gặp phối hợp giữa hình thái nghẽn đồng tử và hình thái mống mắt phẳng. Thế thì cả tức là hình thái mà chân mống mắt bám cao. Cho nên vì thế những trường hợp đấy cắt mống mắt trung biên rồi thì các góc có thể người ta vẫn là thấy mở, tuy nhiên là người ta chỉ giải quyết được cơ chế nghẽn đồng tử. Thì những trường hợp đấy người ta, một là người ta có kết hợp thêm, ban nãy tôi nói là có thể làm tại mống mắt,
À, nếu mà đấy đấy là chắc chắn đấy là lô cung góc nóng, các bạn đo độ sâu tiền phòng tình trạng góc đi. Nhưng mà tôi cũng phải nói một cái trường hợp thứ hai là có rất nhiều trường hợp lô cung đấy là lô cung góc mở nhưng mà lại chẩn đoán nhầm đấy là cung góc nóng, thế là chọn laser, nhưng thực tế cái laser đấy không có giá trị trong lô cung góc mở đấy. Thì vì là bệnh nhân đấy vẫn là lô cung góc mở đấy, vẫn điều trị cho lô cung góc mở. Còn nếu là lô cung góc đóng mà đã cắt mất chu biên rồi thì chúng ta có thể kết hợp bằng cách là nếu như cắt chu biên mà nhà hát không ổn, chúng ta tiến hành tiếp tạo hình vùng bè, tạo hình chân mống mắt, tạo hình chân mống mắt mà nhà hát không vẫn không ổn nữa thì chúng ta sẽ điều trị thuốc giống như trong góc mở. Để theo cái trường hợp như thế thì các bạn nhà hát 16 thì không cần phải làm gì. Nếu mà đáy mắt không có tổn thương gì gì cả thì các bạn phải xem tổn thương thị trường OCT. Nếu cắt mất trung biên rồi mà nhà hát 16 thì không vấn đề gì. Nhà hát bản thân có ảnh hưởng, có ảnh hưởng đến nhà hát, cũng ảnh hưởng đến thứ nhất là những cái trường hợp nhà hát cao hay gặp những cái sơ sơ hóa cái sơ vữa động mạch, những trường hợp hẹp động mạch mắt, hẹp động mạch cảnh thì áp lực động mạch trung tâm đến võng mạc là nó thấp. Thứ hai, trong những trường hợp mà nhà áp thấp như thế, nhà áp thấp rất hay xảy ra những trường hợp cái nguy cơ gì, lô côm, người ta gọi là lô côm mà có nhà áp thấp thường hay gặp là những trường hợp mà bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân bị huyết áp thấp, hai là bệnh nhân cao huyết áp nhưng người ta lại hay dùng thuốc cả hạ huyết áp vào buổi tối, chính vì thế mà ban đêm cái huyết áp người ta hạ quá mức thì lúc đó cái áp lực động mạch trung tâm võng mạc sẽ giảm xuống. Khi áp lực động mạch trung tâm giảm xuống, cái cơ chế của lô côm góc mở là gì, cơ chế của lô côm nhà áp cao nó có hai cơ chế. Cái cơ chế đầu tiên là nhà áp thấp thường được là do nhà áp thấp, tức là cái nhà áp bình thường của ta, nhà áp trong giới hạn bình thường mà cái áp lực động mạch trung tâm, nhà áp bình thường ấy, huyết áp bình thường thì áp lực động mạch trung tâm hoàn toàn bình thường, áp lực động mạch trung tâm hoàn toàn bình thường thì nó phải có một cái chênh lệch giữa cái nhà áp với cái áp lực động mạch trung tâm võng mạc, cho nên vì thế thì nó mới đưa máu vào võng mạc để nuôi dưỡng cái nhà áp. Tuy nhiên những trường hợp nhà áp thấp tức là gì, một là cơ địa nhà áp thấp, hai là gì, hai là những trường hợp mà bệnh nhân cao huyết áp mà dùng thuốc khác, thuốc ban đêm hay bị tụt huyết áp thì lại có rất có nguy cơ lô côm nhà áp cao. Bởi vì sao? Vì khi bệnh nhân nằm thì nhà áp ở trong, áp lực ở trong nhãn cầu có xu hướng tăng lên, trong khi đó bệnh nhân nhà huyết áp hay tụt về đêm thì nó sẽ làm cho cái nuôi dưỡng của cái võng mạc nó sẽ kém và nó gây giống như cái lô cung, một cái tình trạng thì các bạn cứ tưởng tượng như bình thông nhau ấy, nếu áp lực động mạch trung tâm võng mạc nó là mức độ 40 mm thủy ngân, nếu mà ở bên trong nó tăng lên đến 30-35 thì cái áp lực đi vào nuôi dưỡng võng mạc trong lô cung nhà áp cao nó giảm đi. Thì với cái trường hợp lô cung nhà áp thấp, ví dụ là nhà áp bên ngoài nó chỉ khoảng 20 mm thủy ngân thôi, cái nhà áp của người ta chỉ khoảng 20 mm thủy ngân nhưng nhà áp áp lực của động mạch trung tâm võng mạc nó chỉ có khoảng 25-30 thôi, nó tụt xuống nó không còn là 40 như người thường nữa, thì cái lúc đấy nuôi dưỡng võng mạc nó gây ra tình trạng thiếu máu và dẫn đến lô cung giống như trong cái tình trạng của nhà áp cao, tức là nhà áp cao đấy là nó cao so với bản thân người bệnh đấy. Đấy là cơ chế đầu tiên. Cái cơ chế thứ hai nữa người ta còn gặp nữa là do cái trường hợp cấu trúc của một số những người cái lá sàng nó quá mỏng. Lá sàng nó có mỏng các bạn, lần trước tôi giảng các bạn rồi, tức cái áp lực trong nhà áp nó đẩy ra vùng đĩa và nó đẩy lá sàng ra sau. Thế nhưng mà cái áp lực của cái những cái trường hợp lá sàng rất là mỏng bình thường, cái nhà áp bình thường nó đã đẩy võng mạc ra sau và đẩy cái lá sàng ra sau, nó cứ đẩy dần ra sau. Khi nó đẩy dần ra sau như thế nó làm gấp của các, nó làm xoắn ẩn của các sợi trục của tế bào hạch, và khi xoắn trục của tế bào hạch thì nó làm cho ngưng trệ các chất rất dẫn ở trong các sợi trục thần kinh và nó làm cho cái tế bào thần kinh bị chết. Đấy là cái cơ chế thứ hai. Còn một cái cơ chế nữa người ta còn nói đến nữa nhưng mà nó quay lại, tức là những cái giả thuyết đấy, tức là do cái áp lực của áp và cái áp lực của cái áp lực động mạch trung tâm võng mạc, áp lực của sọ não, tức là người ta thấy cái cấu trúc của thị thần kinh giống như cấu trúc của sọ não. Đấy, cho nên vì thế khi mà người ta thấy nói đến vấn đề cái áp lực sọ não của những bệnh nhân đục không có nhà áp thấp chẳng hạn, nó thấp hơn bình thường, cái áp lực của đáy mắt nó cũng có thể đẩy cái qua lá sàng. Đấy, cho nên nhiều cái giả thiết đã đưa ra ở trong lô cung của nhà áp thấp, một là giả thiết thiếu máu do cái chênh lệch giữa áp lực động mạch trung tâm võng mạc và nhà áp quá quá ít, thứ hai nữa là gì, là do cái lá sàng quá mỏng nó gây xoắn vặn
phía sau, cái áp lực tụ thấp nó cũng gây gián đoạn. Cái thứ ba nữa là cái thuyết do cái vấn đề áp lực của sọ não.